Chào bạn, tôi chia sẻ với bạn một bài học quý giá mà tôi đã trải qua với học phí vô cùng đắt đỏ. Câu chuyện xảy ra khá lâu khi tôi mới bước vào kinh doanh trên online. Trước đó, tôi đã kinh doanh offline và đã có những thành công nhất định. Tôi cũng khá cẩn thận nên đã tham khảo với rất nhiều chuyên gia online marketing thời đó với quyết tâm cao là đánh nhanh, thắng nhanh, vân vân. Kỹ thuật quan trọng đầu tiên mà tôi được tư vấn là SEO, nghe rất hấp dẫn chỉ cần đưa từ khóa lên top là có traffic miễn phí quá tuyệt vời thế là tôi lao vào mua hàng chục domain khác nhau bên cạnh đó copy và dịch rất nhiều bài viết mua link vân vân tốn biết bao nhiêu là tiền của và thời gian kết quả là sau vài tháng một số từ khóa của tôi cũng lên trang nhất rồi một vài tháng sau nữa là lên top 3. Đối với dân SEO, đây là hiệu quả rõ ràng. Nhưng mà đời không như là mơ thôi các bạn Đúng là từ khóa có lên top 1, 2 hay 3 Tuy nhiên số lượng khách đến website quá ít Đó là chưa nói đến khách mua hàng Hậu quả là chi phí cứ chảy ra như thác Còn tiền thu vào còn kém hơn cả cà phê phim Kỹ thuật thứ hai được tư vấn là áp dụng social media Cụ thể là xây dựng các fanpage thật lớn Rồi đăng bài để quảng cáo trên đó Nghe rất hợp lý và rất tuyệt Thế là tôi lại lao vào, bỏ ra hơn 500 triệu để xây dựng các fanpage với tổng số lượng fan lên đến 500.000 người. Rồi cũng đăng bài dồn dập và thấy những bài viết có hàng ngàn lượt view, hàng trăm like hay comments vân vân. Đối với dân social media thì đây là kết quả rất tuyệt vời. Nhưng doanh số chẳng thấm gì so với chi phí và công sức bỏ ra. Chỉ sai lầm này thôi đã tốn của tôi hơn 500 triệu rồi thưa các bạn. Vậy bài học ở đây là gì và cách làm nào hiệu quả hơn? Thứ nhất, đó là thứ tự xếp hạng cao trên Google, hay có nhiều fan, nhiều view, like, share không có nghĩa là bán được hàng. Đây là những chỉ số mà bạn có lẽ được thuyết phục bởi các chuyên gia SEO hay media agency. Nói về media agency, họ thường dùng các chỉ số này để thuyết phục các khách hàng là các công ty lớn, có nhiều tiền chúng ta thì không có nhiều tiền như vậy để phung phí vì vậy đừng mắc vào cái bẫy này các bạn nhé sau những thất bại này và khi nghiên cứu sâu về online marketing tôi nghiệm ra rằng những chỉ số trên không có ý nghĩa gì đến bán hàng và từ những chỉ số này đến bán được hàng còn rất xa vì vậy trong cách làm online marketing hiện nay của tôi cũng như trong khóa học online marketing cho bán hàng tất cả những chỉ số như trên đều được loại bỏ. Thứ hai, vậy ta nên tập trung vào những chỉ số nào thì mới hiệu quả? Tôi xin trả lời, đó là ngân sách online marketing nên được dồn vào các chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến bán hàng. Cụ thể là số lượng đầu mối khách hàng tiềm năng leads và số đơn hàng thực hiện được hiện nay tôi thậm chí không quan tâm đến mình thu được bao nhiêu click về website vì từ click đến bán được hàng còn cách xa hàng cây số bạn có thể yên tâm rằng cách tiếp cận này đã được chứng minh rất hiệu quả cho khách hàng của chúng tôi và bản thân tóm lại khi áp dụng online marketing bạn đừng chạy theo các chỉ số nửa vời không gắn trực tiếp đến doanh số bán hàng như thứ tự xếp hạng của từ khóa số lượng fan, số lượng like, view, impression vân vân. Với số vốn ít ỏi, hãy tập trung ngân sách để đạt được hai chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến doanh số, đó là số lượng đầu mối khách hàng tiềm năng leads và số đơn hàng thực hiện được. Mỗi đồng chi phí cho online marketing gần phải gắn chặt với hai chỉ tiêu này. Hãy mạnh dạn áp dụng cách làm này vì chúng đã được chứng minh hiệu quả tại Việt Nam. Chúc bạn thành công.